xin chào tất cả các chị em. Không biết là đã bao giờ mọi người nghĩ rằng khi chúng ta mặc áo phao thì gần như là sẽ phải triệt tiêu toàn bộ những cái tính từ như là điệu đà hoặc là nữ tính không? Nhưng ngày hôm nay Mega Fashion sẽ mang tới cho các chị em một gợi ý để chúng ta mặc áo phao nhưng vẫn có thể rất là điệu và rất là xinh trong mùa đông này. Nhân vật chính của set đồ này có lẽ là xin mời mọi người nhìn thật kỹ chiếc áo phao lông vũ dáng bomber lửng mà May đang mặc ngày hôm nay. Phần tay áo này sẽ hơi cánh rơi một chút nên là cảm giác là sự phóng khoáng của chúng ta sẽ rõ ràng hơn. Bên cạnh đó thì tất cả những cái chi tiết từ màu sắc cho đến form áo thì đều tôn lên sự trẻ trung và nữ tính mọi người nhé. Mọi người nhìn này, cái phần phồng mình rất là thích luôn á. Cảm giác như là phần trên của chúng mình ngắn lại thì tỷ lệ cơ thể cũng sẽ hài hòa và cân đối hơn với dáng áo như vậy. Dáng áo này thì mình thích là sẽ để cổ bẻ ra một chút, nhưng mà hoàn toàn nếu như mà các chị em muốn tháo hết cả bốc ra coi như là mình khoác áo thôi á thì cũng rất là hợp lý. Đấy. Đó, mọi người nhìn này, độ phồng đằng sau rất là xinh nha. Thì nó khoác thì nó sẽ như thế này. Ở bên trong thì mình có mix cùng với một chiếc áo len cổ lọ, cổ hơi cao một chút, màu đen, và chân váy nhung thần thánh của Mega Fashion. Chân váy này thì đã giới thiệu ở trong một video trước đó rồi. Mọi người nhìn chân váy nhá. Mình luôn luôn nói rằng đây là một trong những chiếc chân váy nhung đẹp nhất của Mega Fashion trong mùa đông năm nay. Độ hồng xòe này cực kỳ trẻ trung, năng động luôn. Chiếc chân váy này thì cũng có họa tiết một chút là ở phần eo cho cảm giác là eo của mình có điểm nhấn hơn. Và còn một phiên bản khác của chân váy này nha mọi người. Đây, phiên bản màu nâu, lần trước là mình mặc màu nâu đúng không? Đó, chất liệu nhung cao cấp nha mọi người. Chắc chắn là chân váy xếp đi nhung là phải có một cái trong tủ rồi. Còn đây là chiếc áo phao của chúng ta, khi mở trên móc thì trông sẽ như thế này. Lớp khuy thì rất là chắc chắn này, vừa rồi thì men có hơi bẻ cổ ra, nhưng mà chúng ta có đóng hết cổ vào thì nó sẽ tạo thành hiệu ứng hình ảnh như vậy. Thì mọi người có thể nhìn nhé. Đấy. Chất rất là phồng. Và nếu như mọi người yêu thích chiếc áo này thì hãy nhớ mã số của chiếc áo là 9446 các chị em nhé. 9446 cho một chiếc áo phao lông vũ dáng lửng, tay cánh rơi, cực kỳ là ăn chơi luôn. Độ phồng rất là đẹp mọi người ạ. Với set đồ này thì mình quyết định là sẽ mới cùng với một chiếc túi nhỏ nhỏ thôi để tăng sự điệu đà. Và tất nhiên giữ cho tổng thể ấm áp thì phải là một đôi bốt rồi đúng không? Vì mùa đông nếu mà chúng ta mặc váy ngắn thì cũng phải lưu ý là ở bên dưới chúng ta cũng phải lựa chọn những cái phần phụ kiện làm sao cho nó phù hợp và cho ra không khí của mùa đông nhất. Thì đây chính là gợi ý của Mega Fashion cho video ngày hôm nay. Hy vọng rằng với những gợi ý của Mai Anh thì các chị em cũng đã có thêm một vài tham khảo để chúng ta vẫn có được sự điệu đà nữ tính khi mà diện áo phao rồi. Mai Anh sẽ quay trở lại với rất nhiều những sản phẩm khác. Chị chụp cái chân váy đen. Vâng, đang